sẽ để cho khách hàng của mình ngồi như này. Đấy. Hoàn toàn mình sẽ sử dụng các dụng cụ thay thế cho đôi tay. Okay. Đây là toàn trình một cái 10 bước để khai thông cổ vai gáy. Thì như mình biết rồi, cổ vai gáy mà có vấn đề thì nó sẽ gây phức tạp lên thẳng đầu và tay chân, đúng không nào? Đến tay này, cổ vai gáy mà bị co cứng và thoái hóa thì sẽ dẫn đến đau đầu này, mất ngủ này, hoa mắt, chóng mặt. Đấy. Rồi cổ vai gáy thoái hóa co cứng nó sẽ dẫn đến tê tay, đúng không nào? Thì một cái bài này khi mình giải quyết được cổ vai gáy thì dẫn đến đầu thông thoáng, ngủ tốt. Đấy, và không bị chóng mặt, không bị xây sẩn mặt mày, người dễ chịu. Rồi cổ gáy mà tốt thì tay chân sẽ không bị tê bì. Thì cái bài này là bài tổng hợp áp dụng chung, ai mà bị thoái hóa này, thoát vị này, đúng không, bị co cứng, mình đều áp dụng bài này chung 10 bước nhá, theo phương pháp diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu và ứng dụng các dụng cụ diện chẩn ở Bách Chi để mình làm. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cái thằng này là thằng dầu dừa lô hội Bách Chi này. Mình dầu dừa lô hội thì mình biết rằng cái chất lô hội nó sẽ làm đẹp da, và đồng thời mình sẽ tận dụng cái này để mình làm cái chất bôi trơn, đúng không? Mình sẽ xịt nhẹ nhàng lên. Mình khác với xoa bóp bấm huyệt như vậy, thì các tiệm spa này, massage này hoàn toàn có thể gì, có thể ứng dụng cái bài này để mình kết hợp với tay của mình làm cho khách. Còn nếu mình đang hướng dẫn diện chẩn đây thì mình hoàn toàn là gì ạ, dùng dụng cụ, và mình biết được cái lợi thế của dụng cụ là gì ạ, nó sẽ giảm cái sức lao động cho đôi tay và đồng thời cái nó sẽ tác động sâu hơn và đều hơn. Đấy. Sau khi mình đã bôi dầu dừa này này, mình sẽ tán cho nó đều ra. Đấy. Tán cho đều ra như này, mình sẽ cho nó rộng ra. Và mình chú ý này, mình làm ở cái phần gáy này, mình không chỉ làm mỗi một cái phần chỗ này đâu, mà mình sẽ làm rộng cả vùng vai này. Tại sao nào? Tại vì cái cơ thang nó bị co cứng ấy, nó sẽ làm cho cả cái vùng này nó gồ, nó cứng hẳn lên, và người ta rất là khó chịu, lúc nào cũng kiểu như mang cái vai rùa ấy. Thì khi mình làm cái bài này, một mũi tên nó sẽ trúng rất nhiều đích, được chưa nào? Đấy, sau khi bôi xong rồi, mình sẽ dùng cái cây đầu tiên. Bước thứ nhất là dùng cái năn đinh đôi nhỏ này, mình sẽ năn này. Thì mình sẽ chia ra nhá, chia ra ví dụ vai này rộng, mình sẽ chia ra thành 6 phần. Đây là một phần, đây là phần thứ 2, phần thứ 3, phần thứ 4, phần thứ 5, phần thứ 6. Đấy, mình làm. Khi mình cầm cái dụng cụ này á, thì mình sẽ năn gì ạ, thật là dứt khoát. Cái nào ra cái đó, một đường dài, và đường dài từ trên xuống dưới như này, cả hai chiều, tay mình thả lỏng, không cần phải mạnh tay. Gặp những cái người đàn ông to khỏe thì mình sẽ hỏi họ xem là lực như này đã vừa chưa. Thế em cảm thấy nào, cần mạnh hơn không ạ? Mạnh hơn tí nữa, đấy chưa? Đấy, mạnh hơn tí nữa thì mình sẽ dùng tay mạnh hơn tí nữa. Tuy nhiên ấy, sẽ phụ thuộc vào tùy dụng cụ. Cái năn đinh này thì nó rất là nhẹ nhàng, cảm giác nó êm, nhưng mà cái đến cái năn cầu gai ấy, thì mình phải nhẹ tay hơn, được chưa? Đấy, mình sẽ lăn tại cái vùng này khoảng vài chục tiếng đếm. Tiếp theo mình sẽ đổi sang bên đối xứng bên kia. Đấy. Mình thấy mình làm theo hình đẻ quạt này. Và mình chữa cổ vai gáy không chỉ là gì mình làm mỗi trên cổ vai gáy này đâu, mà mình làm rộng gần như là hết gì ạ, một nửa bên lưng trở lên. Thấy không nào? Đấy. Thì cái này á, hoàn toàn có thể áp dụng cho các thầy thuốc, rồi những cái người đang làm nghề trị liệu, chữa cho bệnh nhân, hoặc áp dụng cho các tiệm spa massage. Thì làm bài này nó rất là đặc biệt, nó khiến cho cái tiệm của mình khác với các tiệm khác. Họ chỉ toàn dùng tay không, thì bây giờ mình kết hợp tay và kết hợp các dụng cụ này thì nó lên một cái đẳng cấp mới. Thấy không nào? Và nó rất thích hợp với spa, đúng không? Spa này. Đấy, làm rất là lịch sự, nhẹ nhàng. Mình chỉ lăn một tí thôi, mình thấy hồng lên rồi, đúng không? Tiếp theo mình sẽ di chuyển sang bên này, đây sang cái vùng thứ ba này, lăn tận đến chân tóc, đúng không? Đấy, quý khách cảm giác thế nào rồi? Dễ chịu. Đấy, bao giờ cũng là phê cái đã. Thì mình có thể đặt cho khách hàng của mình ngồi như này hoặc nằm xuống dưới giường, massage đều được, đúng không? Miễn sao mà cả hai đều cảm thấy thoải mái. Rồi tư thế của mình này, của mình làm này là gì ạ? Đứng lưng thẳng, hai chân ngang vai. Đấy, mình đứng làm sao để thật thoải mái, được chưa? Đấy, tiếp theo này, sang bên này. Đấy. Đấy, tận chân tóc. Như vậy hết bốn vùng. Tiếp theo này, mình cho cái này lăn ở giữa hai bên cột sống này. Và những người nào ấy mà hay thoái hóa, nhức mỏi thì cái vị trí này này, đây, vị trí đang lăn này này, là lúc nào cũng cảm thấy nó rứt rứt, cực kỳ là khó chịu. Thì khi mình tác động cái này, nó không những tốt cho máu huyết lưu thông lên não, mà nó còn tốt cho tim. Tim nhá, cái vùng này này, và mình thấy là dọc hai bên cột sống rất nhiều cái dây thần kinh, rất là quan trọng. Và người ta nói rằng cột sống chính là trụ cột của cột sống. Mình làm này mình sẽ khai thông rất kỹ cái thằng cột sống này. Đấy, rồi tiếp theo đến vùng số 6 là mình lăn lên tận chân này, tận lên chân tóc này, thấy không này? Đấy. Ok. À, thực ra là mình làm cái bài này chỉ cần ngày một lần thôi, không cần nhiều. Còn nếu mà mình đi tiệm massage spa khoảng 3 lần trong một tuần. Tốt nhất thì mọi người đang làm văn phòng ấy, nếu mà một tuần làm được một lần, khoảng 1 tháng đi khoảng 2-3 lần thì để bảo dưỡng cái này thì đảm bảo không bao giờ bị các vấn đề liên quan cổ vai gáy, không bao giờ lo thoái hóa gì cả. À, cái đấy cần tùy mỗi người thôi. Nếu mà mình mới làm hoặc là mình đang co cứng thì ngày nào cũng làm cũng được. Còn mình để duy trì thì một tuần làm một lần, hai lần thế thôi.
Đấy, mình sẽ dùng đến lăn cầu gai đôi nhỏ bước thứ hai này. Sang này chị thấy sao nào? To cũng được nhưng mình trên cổ gáy mình dùng cái nhỏ này thì nó hay hơn, nó tác động sâu hơn. Sang cái này thấy sao? Sâu hơn đúng không? Và thấy nó cảm giác nó mạnh hơn là cái kia. Đấy, mình lan tận cả lên tận phía trên này, thấy không nào? Đấy, tận phía trên. Đấy, không cần phải mạnh tay quá sẽ gây rát da, gây cho người ta đau. Mình đây là theo tiêu chuẩn là gì? Mưa dầm thấm lâu, bắt đầu hồng, thấy chưa nào? Đấy, mình làm là cứ phải cho gì tất cả cái vùng cổ gáy này, hai bên vai này nó hồng đều như này được. Đấy, yên tâm, mình có tất cả là 10 bước cho nên nó sẽ bước này nó lại hỗ trợ cho bước kia. Đấy, thấy không nào? Rất nhẹ nhàng, không hề mất sức. Cho nên một ngày mình có thể gì làm cho cả 10 khách, 15 khách đều được. Còn nếu mình dùng tay làm nãy giờ bắt đầu nhọc rồi đấy, đúng không nào? Tay mình phải gì có tất cả là 18 động tác xoa bóp bấm huyệt, đúng không nào? Lăn về. Đấy, lăn về rồi đấm xoa rồi phân hợp vân vân. Tay mình rất là mỏi và những người yếu sức là không thể làm được xoa bóp, thì mình có cái dụng cụ này rồi thì yên tâm, đúng không nào? Đấy. Và làm đến nỗi trẻ con nó còn thích, tức là cảm giác spa rất là dễ chịu, đúng chưa nào? Đấy. Đây, thấy hồng hồng đều chưa, đúng chưa? Tiếp theo sang bên này thì khi mọi người làm cho khách, mọi người có thể làm lâu hơn một chút. Đây là hết một vòng này. Đấy, đến cái vùng thứ năm này. Đấy, nhất là gì, hai bên cột sống này rất quan trọng rồi. Cho chạy hai bên cột sống. Tiếp theo đây này. Đấy, thì đây là hết một vòng, thì mọi người làm thực tế, mọi người có thể lặp lại như này 3 vòng. Thì tất cả các thao tác của mình 10 cái bước này mọi người làm nó có thể rơi vào khoảng 50 phút, 60 phút. Đấy. Sao bây giờ mình cảm thấy sao rồi này? Dễ chịu này, mình có thể lăn tiếp sang bên này một chút. Đấy, lăn tận lên chân tóc nha. Đấy, bây giờ thấy hồng chưa, hồng đều chưa? Đấy, hết bước thứ hai lăn cổ gai đôi nhỏ. Đến bước thứ ba này, mình thấy nãy giờ hai cái lăn đấy là mình lăn ở hai bên, đúng nào? Còn cái thằng cột sống mình thấy nó đang trắng này, chưa được tác động, thì mình sẽ dùng đến thằng này lăn này. Đấy, thằng này nếu ai đang nhức mỏi cực kỳ đã, cảm giác rất dễ chịu thoải mái. Tại vì mình lăn hai bên rồi, bây giờ giữa mình thấy không, vừa nãy nó trắng này, bây giờ nó hồng giống như hai bên rồi, thấy không nào? Rồi, đến dụng cụ này đồng chí thấy sao nào? Đậm hơn này và được tác động trực tiếp vào cuộc sống, đang nhức mỏi, đang thoái hóa, đang thoát vị, cảm giác dễ chịu ngay lập tức. Đấy. Rồi tiếp tục mình lăn lên tận trên này. Đấy, thấy không nào? Đấy. Tận lên trên này, không cần phải mạnh tay quá. Đấy. Sau đó mình có thể lăn sang cả hai bên này. Đấy. Nhớ là dứt khoát và theo hình rẻ quạt, không nên làm dứ dứ tại một chỗ là không tốt. Đấy, mọi người có thể lặp lại như thế rồi 2 lần, 3 lần nữa. Rồi tiếp theo đến thằng bố này. Đây bố lớn, bước thứ tư. Cái thằng này là thằng lăn gai sừng lớn là cột sống, bước thứ ba. Rồi thằng này là bố lớn, bước thứ tư. Bố lớn này có hai đầu, đầu này là đầu đệm cao su, dùng để làm lưu thông khí huyết giảm đau. Đầu này thì gai. Thì mấy bước lăn vừa rồi mình lăn ở lớp trên đều là hồng rồi, nhưng mà cái thằng co cứng này này nó sẽ vẫn ở lớp dưới, đúng không nào? Dưới. Thì bây giờ mình dùng đầu đệm mình gõ này. Gõ là phải gì? Gõ là phải vuông góc và để nó nén không khí bên trong, tạo ra tiếng kêu, đừng có gõ ngang như này. Đấy, thấy không nào? Thì nó tác động rất là sâu. Thì bây giờ dù có co cứng đến mấy á, thì mình gõ như này á, nó cũng phải tan ra. Và tay trái của mình này, mình sờ để tránh những cái mỏm xương ra, thấy không nào? Tránh những mỏm xương. Thì cái búa này nó tác động rất sâu và rất là đã. Dù có ông nào cơ có co cứng đến mấy, bao nhiêu năm chăng nữa, gặp búa này thì cũng tan, giống như đang gõ cái bít tết, đúng không nào? Đấy. Cái búa này chị thấy sao? Nói gì đi chứ. Về. Đấy. Thì mình để ý này, búa này nó rất là mạnh cho nên mình không được gõ lên cái mỏm xương, hiểu chưa? Không được gõ lên cột sống, thì nó rất mạnh. Cái này mình chỉ gõ ở vùng nhiều cơ nhiều thịt. Tiếp theo này mình sang này, và nhớ là gõ tận lên cái vùng này, cấm gõ lên vùng cổ gáy, vùng đầu. Đấy, mình gõ vùng nhiều cơ thôi, gõ phải vuông góc và nó phải tạo ra tiếng kêu như thế này, thấy không nào? Những ai đang nước mỏi phê lắm, đã lắm. Đấy, gõ này. Đấy. Mặc dù kêu to cảm giác nó mạnh như vậy nhưng mà không hề gì ạ. Đấy. Đúng rồi, những cái nào mà nó tắc nghẽn thì nó sẽ làm cho nó tan hết. Thế là hết một vòng, mọi người có thể gõ vòng 2, vòng 3. Tiếp theo mình đổi sang cái thằng này. Thằng này là thằng gì? Thằng gai này. Thì gai này nghe thấy sao nào? Thì cái thằng này tác động rất là sâu. Sâu hơn và cảm giác nó nhói hơn. Rồi những cái bó cơ mà đang co cứng nãy giờ mình gõ mềm rồi, nhưng thằng này lại tiếp tục, nó sẽ làm cho thằng cơ nó tan ra. Ừ. Ngon không? Nó hồng đều này, này như cái quả sắp chín đến nơi, đúng không nào? Đấy.
thì mình làm sao để cho da người ta phải hồng đẹp lên cơ. Nhưng hồng đây không có nghĩa là đỏ ửng nhá. Mọi người đi xem cạo gió hay là rát hơi thứ là mình nhìn thấy cái máu nó bị tí bầm ra. Thì cái phương pháp diện trần của thầy Bùi Quý Châu ấy, làm rất nhẹ nhàng, đẹp, tinh tế, không để lại cái vết chấn thương của người ta. Đấy. Và làm xong người ta cảm thấy dễ chịu. Chứ nhiều phương pháp làm quá mạnh, người ta đau mất mấy ngày là không đúng nhé. Đấy, gõ này. Đấy, gõ tận cái vùng cơ này, tiếp theo này. Đấy, mình tay mình phải sờ để tránh những cái mỏm xương, tránh cái cột sống ra. Đấy, gõ. Rồi. Đấy, gõ này. Làm hết gần như là hết nửa lên trên rồi. Đấy. Đấy, thấy hồng đều chưa nào? Rồi, đây là búa to. Tiếp theo mình chăm sóc kỹ hơn cái thằng đốt sống cổ gáy này này. Nãy giờ mình làm hai bên kỹ rồi. Thì đây chính là thằng gì? Đây chính là thằng càng cua. Mình xem này, đẩy này. Càng cua này mục tiêu là gì? Bây giờ mình chăm sóc kỹ cái thằng cột sống. Nếu thì ở hai bên nó đang bị tắc nghẽn, đúng không? Đang bị xơ cứng thì mình dùng càng cua này nó đẩy rất là sâu và cái này rất là đã nhá. Những ai đau đau lưng, đau cột sống, thoái hóa cột sống thì đẩy rất đã. Đến cái chỗ nào mỗi cái nó có tác dụng riêng, thằng này nó sâu hơn. Thì trong các phương pháp tác động người ta dùng tay ấy, người ta sẽ dùng tay người ta đẩy này. Nhưng tay này thì tay mình nó to và cái này thì nó bé hơn và nó sâu hơn. Đấy, cho nên trong phương pháp của mình hoàn toàn là sử dụng dụng cụ. Và mình thấy rằng này này, mình thấy rằng này, dù mình có giỏi võ bao nhiêu nhưng mà mình làm sao mà chống lại được vũ khí, đúng không? Đấy, mặc dù nhiều người rất là giỏi, tay rất là khéo, nhưng mà đâu phải ai cũng tay khéo được như vậy, đúng không? Khi mà mình sử dụng dụng cụ này không cần phải tay khéo quá, mà mình cứ dùng các dụng cụ mình đẩy lên đẩy xuống. Đấy, tác động rất sâu. Đến dụng cụ này chị thấy sao nào? Êm hơn. Đấy, xong. Đấy, đây là càng cua bước thứ năm. Bước thứ sáu, thằng này chính là thằng bọ cạp bạc này. Bây giờ mình sẽ đẩy tiếp tục, mình hỗ trợ. Thì cái thằng này nó ở lớp nông hơn này. Lớp nông hơn này, thấy không nào? Đấy, và mình dùng bộ cạp bạc này ấy, mình đẩy, đây là hai chân bạc, đây là sừng. Nếu mà ai mà đang bị lạnh người hoặc là nhiễm hàn thì mình đẩy ấy, nó sẽ đen xì. Đây, trường hợp đây của chị này không bị này. Đấy. Không thấy da đen. Đẩy cả hai chiều, tất cả động tác của mình đều hai chiều, nó chỉ hơi thâm thâm này. Đấy, mình đẩy này. Đấy, rồi, đây là bộ cạp bạc, đẩy hai bên thang cơ thang này. Cũng đã lắm, cái này thì nó êm. Đấy. Rồi, đây là bước thứ 6. Bước thứ 7, thằng này là thằng hỏa tiễn. Thấy thế nào? Hỏa tiễn mình tiếp tục mình phối kết hợp với hai dụng cụ kia để mình đẩy hai bên cột sống. Nếu như càng cua nó sâu, rồi đến thằng bọ cạp bạc nó nông thì thằng này nó rộng hơn này. Nếu tay mình mỏi mình có thể đặt đặt tay trái lên trên này. Đúng không nào? Cái này chị thấy sao? Tiết diện nó rộng hơn và nó êm hơn. Đúng không nào? Rồi mình có thể gì? Đẩy tận lên những cái huyệt ở gì? Chân tóc này. Cảm giác đã lắm. Đấy, đẩy lên này. Đấy. Rồi tiếp theo này, xoa này, đặt vuông góc này, xoa. Thì bây giờ nó giống như gì? Giống như là có các ngón tay đang giày ấn huyệt. Như vậy mình đâu cần dùng đến tay đúng không? Mình có dụng cụ nó làm hết cho mình rồi. Đấy, và mình sẽ không bị mệt. Đấy, chưa? Và đầu này có một cái đầu này để mình có thể ấn từng huyệt một này, dọc hai bên cột sống này. Đấy, mình vừa đẩy, mình vừa xoáy. Chưa nào? Đấy, rồi. Đây chính là chày hỏa tiễn. Tiếp theo đây là gì? Xương cá lớn này, mình sẽ đẩy. Thì á, cái này nó giống như quét rác. Sau khi mình lăn, mình gõ rồi thì nó sẽ còn lại những cái mảng sơ, cứng, đúng không? Thì cái này thằng lõm này thì nó đẩy lên những cái vùng lồi như này. Và thằng lồi này đẩy lên những vùng lõm. Đấy, đẩy vùng lõm hai bên này. Đấy. 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 Thì mỗi cái nó lại có một cái cảm giác rất là khác, đúng không nào? Đấy, thì mình cứ làm như này là hết một vòng, sau đó mình lặp lại khoảng 2-3 vòng nữa. Đấy, lặp lại 2-3 vòng nữa. Đấy. Thì mình làm như thế mỗi dụng cụ mất khoảng 5-6 phút. Cứ không nhiều đâu này. Đẩy này. Thì nhiều người dùng cái xương cá này lại thích nha. Mỗi một cái nó cho một cái cảm giác nó rất là khác. Đây là xương cá lớn. Đây là bước thứ 8. Bước thứ 9. Đây là con gì? Con bọ lõm. Sau khi làm hết những cái kia rồi thì bây giờ đến bước thứ 9 này là bước xoa. Đấy, xoa này. Về. Đúng không? Bây giờ những cái chiêu đã nhất mình để cuối cùng. Thì bước này nếu khách mà đang nằm trên giường ngủ đấy. 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 Xoa tận lên chân tóc này. Làm rất là nhẹ nhàng này. Đấy. Xoa. Bỏ lõm mà. Xoa này. Đấy. Mình xoa thì mình có hai cách. Một là xoa qua lại. Hai là gì? Xoa tròn. Đúng không? Đấy. Rồi. Như vậy hết một vòng sau đó mình có thể lặp lại gì? Lặp lại hai vòng. Ba lần. Lặp lại ba lần như vậy. Đây là bước thứ 9. Bước cuối cùng là gì? Bước này là bước mạnh nhất.
Sau khi mình đã làm tất cả các bước trên rồi thì bây giờ mình sẽ bước ngải. Bình thường nha, ở các tiệm spa massage thì mọi người là ngại cái việc hơ. Thì mình chỉ cần làm 9 cái bước trên là được rồi. Còn bây giờ ấy, nếu thoái hóa thì mình sử dụng cái bước này thì sẽ trị thoái hóa rất là tốt mà nó rất là mạnh. Để gia truyền từ đầu. Chào các bạn nhé, trên tay mình đấy là ba cây sáo riêng chơi nhất cho một người tập sáo, và nó cũng là ba cây sáo quan trọng nhất cho một người chơi sáo. Tông đô, si giá và la trầm. Giá của nó trên video này ấy, mình chỉ bán 100.000 một cây thôi. Và đặc biệt ấy, nếu như bạn nào có mại giảm giá của TikTok Shop ấy, thì nó chỉ còn khoảng 70 đến 80.000. Thì làm cái này nó cũng phải mất đến gần tiếng. Làm mình cứ bình tĩnh mình làm thôi. Thì về thì học viên thì cứ hỏi thầy ơi, thoái hóa đốt sống cổ chữa như nào, thoát vị đĩa đệm cổ như nào, đau đầu thiếu máu não rối loạn tiền đình chữa như nào, rồi tê tay chữa như nào. Đúng một cái bài này đã hướng dẫn rất kỹ rồi, đúng nào, cứ liên quan đến đầu, liên quan đến thằng tay là khai thông cổ gây gáy. Là một bài này tổng hợp học được một bài nhưng mà để chữa nhiều thứ, đúng không? Không chỉ chữa cổ vai gáy mà không chỉ mỗi cổ vai gáy không. Rồi bây giờ mình xem này. Bây giờ mình xem nhá, đây xem này. Sau khi mình làm hết 9 bước các dụng cụ rồi thì bây giờ mình tiếp đến bài hơ này. Bài hơ này rất là mạnh, được chưa nào? Thì thông thường nếu mà chữa mỗi đốt sống cổ người ta chỉ hơ đây thôi, nhưng đây mình sẽ làm toàn bộ, mình sẽ hơ toàn bộ, và đồng thời mình sẽ dùng cái lan gai sừng lớn là cột sống ở bước thứ ba này, mình kết hợp với lan. Mọi người đã được học kỹ thuật hơ rồi đúng không nào? Cầm thoải mái như cầm bút, tì ngón áp út hoặc ngón út lên mặt da. Mình mới hơ ấy, thì mình dùng một điếu thôi. Ở đây mình quen rồi thì mình sẽ dùng hai điếu. Mình sẽ đà chậm chậm, cách mặt da khoảng 1,5 đến 2 cm. Đó, di chuyển 1,5 đến 2 cm. Mình đà chậm chậm như này. Chỗ nào hút nóng mình sẽ hơ tại chỗ đấy 3 lần liên tiếp. Cứ thế đi chậm chậm này. Rồi, quý khách cảm thấy sao ạ? Có thấy nóng không? Chưa nóng. Rồi, mình sẽ chậm chậm. Đó, chậm chậm. Mình có thể kết hợp thêm thổi cho nó nhanh. Mình hơi tận đến cái chỗ vùng chân tóc này đã lắm này. Rồi tiếp theo. Hơi kín mặt da thì thôi. Đấy, thỉnh thoảng đập tàn. Rồi tiếp theo. Chị cảm giác nào, có ấm nóng không? Đấy. Chỗ này nóng bắt đầu đến đốt sống rồi đấy, thấy không nào? Đấy. Đến chỗ nào nóng mình sẽ hơ tại chỗ đấy 3 lần liên tiếp. Vừa nói xong, tất cả những bệnh liên quan đến cổ gáy, liên quan đến vùng đầu, liên quan đến cánh tay, bàn tay, thì mình làm cái bài này. Có cả thoát vệ địa đệm cổ chứ. Có cả thoát vị đi đệm cổ chứ. Nếu như bạn nào có mã giảm giá của TikTok Shop ấy, thì nó chỉ còn khoảng 70 đến 80.000 một cây thôi. Đẹp, các bạn sẽ thấy đây. Đấy, cứ đến chỗ này là nóng, thấy không nào? Đấy. Đấy, cứ đến chỗ này là nóng, thấy không? Thì mình sẽ hơi tại chỗ này 3 lần. Không phải chỗ nào nóng, cho nên nếu mọi người chỉ hơi cua như này chỉ là gọi là làm ấm thôi. Và mình hơi này là để mình trị liệu, tìm đúng cái điểm của nó, mình hơi nhiều hơn thì nó tốt hơn. Tiếp tục này, bây giờ mới là chính giữa cột sống này, mọi người xem này. Đấy, cứ hờ đúng cột sống thì rất nóng. Hờ bốn xung quanh kia là không sao. Hờ cái này cảm giác nó rất đã. Sau khi mình lăn nó mềm ra rồi thì mình hờ này nó sâu. Thì hờ cái này nó hiệu quả hơn rất nhiều so với các ông là tự đột nhiên kéo công hờ. Đấy. Và mình sẽ cảm giác cái nóng này nó sẽ râm ran đến cả hàng tiếng sau. Rồi, tiếp tục. Đấy, lại đến chỗ này. Như vậy có hai điểm nóng, chỗ này nóng nhất này. Đấy, đến chỗ này. Đấy, sau đó mình tiếp tục mình hơi này. Hơi tại điểm nóng đấy thì mình di chuyển để cho người ta không nóng quá. Thỉnh thoảng đập tàn nhé.
đến 80.000 một cái thôi. Âm nó rất là chuẩn và hình thức rất đẹp, các bạn sẽ thấy đây. Và mình mới chơi xong một bài về chơi nó rất là hay đúng không ạ? Và đặc biệt à, mình cứ làm khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Đấy. Hoặc có thể kéo dài 1 tháng. Lúc đấy tùy vào cái tình hình thực tế. Có người 1 tuần đã được rồi, đầy nóng. Có người 1 tuần đã được rồi, có người phải 10 ngày, có người phải cả tháng. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của người ta. Còn lời khuyên là gì? Nên thường xuyên được làm như này thì sẽ yên tâm, không bao giờ phải lo thoái hóa hay đau đầu mất ngủ gì cả, đúng không nào? Đấy thì bài này á, cứ hôm nào có vấn đề về đầu tay chân cổ gáy thì làm bài này trước, sau đó các ông sẽ làm chi tiết đến những cái chỗ mà người ta đang bị, đúng không? Hôm qua một bản là hồi chung tí đi làm đến 300 như này nhỉ? Dạ. Xong là biết âm, là đứng dưng như này nhỉ? Cạo vào chỗ đấy là gì để cho nó giúp tay ra mình. Mình xương đây. Chào các bạn nhé, đến tay mình đấy là 3 cây sáo, dễ chơi nhất cho một người tập sáo. Và nó cũng là 3 cây sáo quan trọng nhất cho một người chơi sáo. Tông đô. Như vậy là gì mình thấy này, xung quanh vai không bị mà bị nhiều nhất là điểm này và điểm này. Chứng tỏ hai cái điểm này nó đang có bất ổn. Thì mình sẽ hơi kỹ, đặt lại 3 lần ở cái vùng này. Nó rất là chuẩn và hình thức rất là đẹp, các bạn sẽ thấy đây. Và mình mới chơi xong một bài về quê hương rất là hay đúng không ạ? Và đặc biệt đó, là hôm nay các bạn đặt hàng ấy, mình sẽ gửi tặng cho các bạn khóa học sáo trị giá 1.500.000 đồng. Mình sẽ tặng cho các bạn luôn cái khóa học này do Tiến Soạn, nó gồm có 20 bài giảng. Cái này làm thì thôi rồi, ngủ ngon rồi. Nó ấm, bây giờ sẽ cảm giác nó sẽ ấm râm ran, ấm tận sâu bên trong, rất là đã. Ai mà bị thoái hóa đang thoát vị hoặc đang đau thì làm cái bài này xong thấy gì nhẹ bẫng, giống như vứt được một cái gánh nặng đi. Đấy, như lên thiên đường. Ok, thank you Villamio. Như vậy mình đã xong 10 bước.